Hôm nay Đại học Quốc gia Hà Nội đã kỷ niệm 110 năm ngày thành lập Đại học Đông Dương, tiền thân của trường đại học này. Đây là thiết chế đại học hiện đại đầu tiên không chỉ ở Việt Nam mà còn ở toàn khu vực. Cách đây đúng 110 năm, toàn quyền Đông Dương Pôn Bô đã ký văn bản thành lập Đại học Đông Dương với các thành viên đầu tiên là trường luật và pháp chính, trường khoa học, trường y khoa Đông Dương, trường xây dựng dân dụng, trường văn khoa. Năm 1945, sau khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, trường đổi tên thành Đại học Quốc gia Việt Nam, sau đó là Đại học Tổng hợp năm 1956 và Đại học Quốc gia Hà Nội từ năm 1993 đến nay. Trải qua hơn 110 năm hình thành và phát triển, Đại học Đông Dương, nay là Đại học Quốc gia Hà Nội, đã từng là nơi học tập của nhiều nhà cách mạng lỗi lạc như Tổng Bí thư Trường Chinh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhiều trí thức tiêu biểu như Nguyễn Thái Học, Đặng Thái Mai, Phó Đức Chính. Sự kế thừa của Đại học Quốc gia hôm nay không chỉ ở mô hình đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực mà còn ở chất lượng và trình độ đào tạo. Nhờ những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục của đất nước, Đại học Quốc gia Hà Nội đã vinh dự được trao tặng huân chương sao vàng, phần thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước.